Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp thiếu hụt đơn hàng, lao động mất việc làm, bảo hiểm thất nghiệp đã thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cho người lao động khi lâm vào cảnh thất nghiệp. Những lợi ích thiết thực từ chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã thu hút ngày càng nhiều người tham gia, khẳng định vai trò là giá đỡ an sinh cho người lao động. Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Đà Nẵng cho biết, 10 tháng qua, số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn thành phố là 1.639 trường hợp, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, thiếu đơn hàng nên cắt giảm lao động, khiến nhiều lao động rơi vào cảnh thất nghiệp. Đến nay, thành phố đã thẩm định và có quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng cho hơn 15.000 trường hợp, với số tiền chi trả hơn 307 tỷ đồng. Bình quân là văn phòng là một tháng là khoảng cỡ 1.500 đến 1.700 hồ sơ tiếp nhận hưởng trợ cấp thất nghiệp. Có tiếp nhận trực tiếp và cả tiếp nhận ở cổng dịch vụ công quốc gia. Thì nếu như tiếp nhận trực tiếp đối với những người lao động mà ở quan trọng địa phương đây á, họ chưa có thành thục cái hình thức mà nộp ở trên cổng dịch vụ công quốc gia thì họ có thể tới nộp trực tiếp. Và thứ hai nữa là cái hình thức mình tự nộp trực tuyến được. Thì bên em là đang tiếp nhận hồ sơ là cả hai cái hình thức đó. Theo quy định, khi người lao động bị mất việc làm thì sẽ được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp. Mức trợ cấp hàng tháng bằng mức lương bình quân của 6 tháng liền kề đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp nhân với 60%. Số tiền tuy không lớn nhưng đã giúp những người thất nghiệp trang trải cuộc sống trong thời gian tìm kiếm công việc mới. Tại vì công ty không có đơn hàng chị nợ rồi cũng cho nghỉ. Ai lồn hồ mô trừ bảo hiểm đó, hồ mô trừ lần đầu tiên lên lồn bảo hiểm thất nghiệp. Tại vì không trừ xuyên công ty mồm đâu có được. Mặc dù đang có tín hiệu vui khi nhiều doanh nghiệp ký kết được đơn hàng đủ đến đầu năm 2024, tuy nhiên vẫn chưa thể lạc quan do những bất ổn chính trị và kinh tế thế giới đang gặp khó khăn, nên tình trạng doanh nghiệp thiếu hụt đơn hàng, người lao động mất việc làm có thể vẫn tiếp diễn. Để hỗ trợ người lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Đà Nẵng sẽ giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động kịp thời và đảm bảo tối đa quyền lợi, thụ hưởng. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì sẽ được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp, nhưng tối đa không quá 12 tháng. Hồ sơ nộp hưởng trực tiếp thì là cần có sổ bảo hiểm xã hội, bản gốc đã chốt, quyết định nghỉ việc hoặc là thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động và giấy tờ tùy thân của người lao động. Thời hạn để mình nộp hồ sơ hưởng là sẽ tính trong vòng nộp hồ sơ trong vòng 3 tháng kể từ ngày mình nghỉ việc. Cái ngày nghỉ việc thì nó do đơn vị ban hành quyết định nghỉ việc ở trên quyết định nghỉ việc đó. Thì thời hạn người lao động nộp hồ sơ là trong vòng 3 tháng đó. Áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2009, Việt Nam là quốc gia thứ 2 ở Đông Nam Á và thứ 82 trên thế giới thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại Việt Nam được người lao động sử dụng lao động trong nước cũng như cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Tại Đà Nẵng, bên cạnh công tác giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố cũng đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động.